câu xoa đi đoạn tình bạn xưa, rồi lại chớ vơ đứng giữa đời này đổ tạm bỡ, mãi chỉ nằm trong lòng nhớ, trời thì vẫn không ngừng nhớ đời cho em. Xin chào tất cả anh em. Video ngày hôm nay em mới tiếp tục bóc hộp một bộ mic U7 5S Flute, thương hiệu lấy Acoustic. Đây là sản phẩm thì tiếng mic rất hay anh em nhé, và nó rất là tiết kiệm pin, có cảm biến gia tốc, dò sóng sạch và chế độ tự ngắt đầy đủ cho anh em. Bộ mic U7 5S Flute này thì em có test cho một anh, đó là anh Nghĩa đó, anh ở Bùi Thị Trường ở phường 5 thành phố Cà Mau đó, ok chưa? Thì anh lấy cả pin sạc nữa. Đó, thì hôm nay thì em sẽ bóc ra đấy, và sẽ test cho anh rồi gửi đi cho anh. Đó. Với cái bộ mic này thì em bán thì khá là nhiều rồi. Đó. Nhưng khi anh em mua thì bên em thì gần như là đều phải làm video. Đó. Rồi là test hàng, gửi hàng cho anh em. Đúng không ạ? Shop bảo vệ này. Đó. Tất cả đây rất là đẹp anh em nhé. Phụ kiện đi kèm này. Đó, sạc nguồn. Sạc nguồn này sẽ chạy điện 220. Đó, chạy điện 220. Đó. 220V, ok chưa? Đó. Và một cái dây rắc 6 ly này. Đó, hai cái chống lăn này. Đó. Ở đây người ta sẽ đi theo máy là sẽ có 4 quả pin anh em nhé. Đó, sẽ 4 quả pin. Pin này chúng ta dùng hết thì chúng ta sẽ vứt nó đi. Sau đó thay thế bằng pin sạc. Đó. Hai dấu anten. Đó. Và anh em lưu ý nhé, dấu anten thì anh em để ý góc này cho em. Đó, nó che khuất này. Và nếu anh em tìm không thấy lại cứ hỏi này. Bóc ra và sẽ test mới nguyên, đúng không ạ? Đây là tay mic này. Tay mic nhìn rất là đẹp. Chỉ có 2.600.000 đồng em nhé. Bộ mic này chỉ có 2.600.000 đồng. U7 5S Flute, ok chưa? Nhìn rất là đẹp. Quá đẹp luôn. Nhìn rất là khôn nhá. Con này chắc chắn là với anh em một điều là không để anh em thất vọng. Chỉ có 2.600.000 đồng thôi. Tiếng mic ra phải nói rất là hay. Đó. Thì em sẽ bóc lốt cái đầu thu này. Sẽ bóc lốt cái đầu thu này ra. Đó, đây sách hướng dẫn sử dụng. Về anh em, thật ra thì cái này không cần đến sách hướng dẫn sử dụng, nó đơn giản thôi mà. Đây, đầu thu này. Anh em thấy đầu thu đẹp mà, mặt rất là sáng bóng, đúng không? Rất là chất. Đây, volume to nhỏ này, dò tần số tự động bằng dò tần số bằng tay này, ấn xe có thể dò tự động này, ok chưa? Đấy. Power, công tắc tắt mở. Đó. Bên này cũng vậy. U7 5S Flute quá đẹp đúng không ạ? Rất là đẹp. Đó, đây đằng sau đây. Đằng sau và anh em cắm điện nguồn vào đây anh em nhé. Đó, sau đó chúng ta sẽ cắm dấu anten vào. Độ nhạy ở đây em đã bật kịch cho anh em rồi. Đấy. Về thì chúng ta sử dụng rác 6 ly, anh em cắm từ cái đầu thu này vào, cắm vào con vang hoặc là cắm vào cái âm ni của chúng ta, ok chưa? Cổng mic anh em nhé, cắm vào cổng mic của con vang hoặc là cái âm ni. Bác nào mà sử dụng rác ca lông, mic rác ca lông chúng ta cắm vào đây, khá đơn giản thôi. Đây là cái tem bảo hành chống hàng giả anh em nhé. Về anh em phải quét mã QR bảo hành điện tử cho anh em. Bên cạnh nó là cái tai nữa.
tai này về chúng ta tháo ra. Đấy, để ta tháo ra, sau đó chúng ta sẽ gắn vào vị trí như thế này. Chúng ta sẽ gắn vào thì nhìn nó khôn, đúng không ạ? Đấy, như này. Đó, ok chưa? Rồi, ok, thì bây giờ em sẽ cho lên nhé. Đấy, cho lên ghép lúi. Và sẽ alo thử cái tiếng mic. Đấy. Rồi sẽ đóng hàng luôn cho anh Nghĩa. Con xoa đi đoạn tình bạn xưa, rồi lại chớ vơ đứng giữa đời đài đồ tàn vỡ. Mãi chỉ nằm trong lòng nhớ, trời thì vẫn không ngừng nhớ. Đời chờ em đến quá muộn, tình yêu đã phai mờ như hoa lỡ. Xin chào các anh em, xin chào. Khi mà cơn mưa đêm xóa hết.